chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quanh Ta. Kênh Cuộc Sống Quanh Ta chia sẻ về những chuyến đi du lịch, những món ăn và các loại hoa các bạn nha. Xin chào các bạn. Các bạn ơi, cái hoa màu cam cam đỏ đỏ mà mình đang quay cho các bạn xem đây nè các bạn. Cái loại hoa này nó có cái tên là hoa sen cạn các bạn nha. Đây, những cái hoa mà nó màu cam đậm đậm này các bạn này. Cái loại hoa này nó hợp với cái khí hậu lạnh các bạn. Nên mình thấy loại hoa này nó chỉ có ở trên Đà Lạt thôi, chứ ở dưới Đồng Nai và Sài Gòn thì mình không thấy có hoa này. Loại hoa này mình thấy là nó cũng có khoảng cỡ 4-5 màu rồi các bạn. Đây là màu cam với màu vàng này. Còn khi nãy là mình cũng có quay được cái màu đỏ này. Và nó cũng có được một cái màu trắng mà pha vàng nhạt nhạt này các bạn. We'll be right back.